Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bốn cái loại động cơ 12V giảm tốc. Thì trong này nó có hai loại là siêu chậm, ba loại là rất là chậm và một loại thì 200 vòng trên phút. Đây là loại này là 200 vòng trên phút này. Còn cái con 12V 600W bên này thì là 45 vòng trên phút, ngày xưa mình đã test rồi. Đấy. Hai cái con này thì là 200 vòng trên phút thì 45 vòng trên phút là con kia. Hai con đấy thì to hơn thì nó đã có nhiều ứng dụng mà trong cái video trước ấy, thì mình đã giới thiệu qua rồi, thì các bạn là tùy theo mục đích sử dụng các bạn lựa chọn. Hôm nay mình xin giới thiệu bổ sung thêm hai cái con này nữa. Và một con là 50W. Đấy. Con này là 50W này. Và con này là 100W này. Con này rất là khỏe các bạn ạ. Đấy. Con này thì trước giờ mình vẫn bán là để cho các bạn quay vịt thì nó được khoảng 5 đến 7 con này. Còn các bạn là dùng motor này thì quay vịt thì có thể sử dụng được cho hơn chục con là đều rất là thoải mái. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái tốc độ cho các bạn xem hai con này nhé. Xem tốc độ nó là bao nhiêu. Với cái dòng động cơ như thế này thì các bạn có thể sử dụng được luôn này. Tốc độ nó rất là phù hợp luôn. Đấy. Sau đây là mình xin test tốc độ của nó cho các bạn coi. Trước tiên là sẽ test cái con loại này nhé. Con loại này rất là chất, trục rất là to. Các bạn về kéo những cái thiết bị như kiểu là quay vịt, quay viếc thì các bạn bắt cố định lên bốn con ốc này và gắn nhông lên đây. Con này thì không bán kèm theo nhông, nhưng nếu các bạn mua nhông thì cũng có kèm theo. Đây chính là cái nhông của nó này. Đấy, vừa khít luôn. Nó bắt bằng cái cá vào đây. Đấy. Thì các bạn về các bạn sử dụng vào việc của các bạn thì một là các bạn mua nhông hoặc không thì tùy các bạn nhé. Nhưng mình nói trước là con này và con kia là không kèm theo nhông đâu các bạn ạ. Nếu các bạn mua các bạn phải đặt thêm đấy nhé. Đây là cái súng đo tốc độ này các bạn này. Cái súng này thì các bạn cần gắn lên cái bộ cảm biến ánh sáng vào đây này. Đấy, nó phản quang nó mới đo được nhé. Đây là mình sẽ thử vào một cái bình 12V. Cái này ngược xuôi đều được các bạn. Đây các bạn có nhìn thấy không? Tốc độ của nó là 74 vòng trên phút. Đấy nha các bạn nhé. 75 vòng trên phút đấy. Rồi. Con này thì xem nào. Đấy, các bạn muốn đảo chiều thì cứ đấu ngược lại thôi. Tiếp theo mình sẽ thử tốc độ cho con này các bạn xem nhé. Thì trước giờ các bạn cũng chưa biết đấu cái này thì mình cũng xin giới thiệu cho các bạn cách đấu này. Ở trên này nó có 5 sợi dây này. Thì các bạn bỏ đi sợi trắng và sợi đen. Con này cũng dán cảm biến lên cái đầu trục động cơ này. Đây sợi trắng, sợi đen là mình bỏ hẳn ra ngoài nhé. Thì còn 3 sợi này. Đấu sợi xanh và dây âm này.
dây đỏ và dây dương này. Đây là thử tốc độ nhé. Đấy, con này là 45 vòng trên phút này, 47 vòng trên phút này. Nếu mà đấu dây vàng thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn này. Đấy. 105 vòng trên phút này. Nhưng các bạn không nên đấu tốc độ nhanh. Tốc độ nhanh này là nó chỉ sử dụng trong ngắn hạn thôi, nếu sử dụng lâu dài nó sẽ cháy động cơ đấy. Đây, nếu các bạn đấu dây vàng và dây âm, dây đỏ và dây dương thì nó sẽ ra tốc độ là 75 vòng trên phút. Đây nhé. Đấy. 75 vòng trên phút. Vậy là nó có 3 tốc độ đấy các bạn ạ. Đấy, con này nó cũng có 3 tốc độ nhé. 45 vòng này, 75 vòng này và 102 vòng trên phút là con này nó có 3 tốc độ khác nhau. Với cái tốc độ nhanh thì các bạn lưu ý là không nên sử dụng lâu dài và nó sẽ gây cháy động cơ. Còn như con nhanh này là 75 vòng trên phút này. Đấy. Thì các bạn mua về các bạn sử dụng là nếu như các bạn ứng dụng vào những cái tốc độ chậm như gọi là quay vịt quay gà gì đấy thì là nó rất là phù hợp luôn. Đấy, tốc độ rất là vừa phải. Đây mình sẽ gắn cái nhông lên cho các bạn xem nhé. Đấy, tốc độ rất là hợp lý nhé. Cái nhông này thì có thể gắn được xích xe máy này. Nên các bạn về nhà các bạn có thể sử dụng vào những cái việc như kiểu là quay gà, quay vịt là rất phù hợp. Ở đấy là mình đã giới thiệu cho các bạn xem qua về 4 cái động cơ này rồi đấy. Thì các bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại của mình nhé. Số điện thoại là 0983818955. Còn hai con này thì mình không thử nữa. Con này ở trong một cái video trước mình đã test rồi. Hàng ngoài ra thì nếu mà đúng ra thì bên mình là có 5 loại động cơ đấy các bạn ạ. 5 loại động cơ 12V đấy, quên mất. À, còn một con nữa là 12V 250W và tốc độ của nó là 300 vòng trên phút nữa nhé. Thì mình lấy ra mình quay luôn cho các bạn xem. Đây mình bổ sung thêm một cái con động cơ 12V này nữa này. Con này là con 12V 250W. Vòng tua của nó là 300 vòng trên phút nhé. Đấy. Con này có cả 350W nữa này. Đều là động cơ 2 dây động cơ thôi, động cơ chổi than hết, tất cả đều là động cơ chổi than. Các bạn dùng ít hay là dùng các bạn dùng ít thì nó rất là bền thôi. Cái dòng này thi thoảng dùng thì có khi vài năm chưa chắc đã hỏng, phải hỏng hỏng chổi than đâu. Đây, đây mình xếp cho các bạn từ trái qua phải này. Đấy. Đây, xếp theo tốc độ thì từ trái qua phải như thế này là 45 con này.
thì con thứ ba và con thứ tư thì có thể có nhiều tốc độ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình mới đăng video lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ sản phẩm của kênh trong thời gian vừa qua.